Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 15 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Giác Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết được diễn biến tiếp theo ở Bạch Y Am. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 72: Cửu điện hạ ghen, hậu quả thực nghiêm trọng. Trong đại điện rộng rãi, Quan Âm Bồ Tát mặc y phục trắng toát, một tay nâng tịnh bình, một tay nắm pháp quyết, gương mặt hiền từ nhìn mọi người trong điện. Hạ nhân châm nến bừng sáng cả đại điện. Thỉnh thoảng có người đi vào mang theo gió đêm bên ngoài làm ánh nến hơi lay động, chập chờn lúc sáng lúc tối, phản chiếu sắc mặt u ám âm trầm của mọi người. Khi Vũ Hoàng mặc một thân y phục đỏ sẫm bước vào, ánh nến càng lay động dữ dội. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn mang theo ý cười, nhìn mọi người xung quanh, mắt đẹp lóe sáng. Nhưng thấy bộ dáng cười tà này của hắn, ám vệ Hàn Lân tự động lui về phía sau, tự giấu đi bản thân. Người nào hiểu Cửu Điện Hạ đều biết, hắn cười càng đẹp thì càng quỷ quái, đôi mắt càng mênh mông, tức là hắn càng đang tức giận, càng muốn tìm người khai đao, chút hết bực tức. Hắn cũng không muốn trở thành kẻ thí mạng. Chỉ là không biết, rốt cuộc ai có thể chọc cho Cửu Điện Hạ giận đến mức như vậy. Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới. Bóng người mảnh khảnh của Bùi Nguyên Ca xuất hiện ở cửa đại điện. Nàng mặc áo ngắn lửng tay màu hồng cánh sen, váy xanh nhạt, dây đai quấn trước ngực dài tới đầu gối, lay động theo từng bước đi của nàng, vô cùng nhẹ nhàng. Do thời gian gấp rút nên mái tóc tơ đen vấn thành thung trang kế, thỉnh thoảng có vài sợi tóc đen bóng rủ xuống, càng tôn lên gương mặt trắng trẻo mềm mại, còn người đen trong vắt như nước suối đầu nguồn. Nàng nhìn mọi người xin lỗi. Thật có lỗi, ta tới chậm. Không tô son phấn, lại mặc y phục tầm thường nhưng vô cùng trang nhã, phong tư chỉnh tề. Vũ Hoàng Chiết nào dám trách tội, vội vàng cười nói, Bùi tứ tiểu thư bị hoảng sợ, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng chuyện này có liên quan tới Chiêu Bạch và muội muội của hắn, cho nên ta không thể không khẩn trương, rất muốn nhanh chóng biết được ngọn nguồn, tìm được biện pháp ứng đối. Nhân tiện, đến lúc đó ta còn làm phiền đến Bùi tứ tiểu thư, mong Bùi tứ tiểu thư đừng để trong lòng, ngày sau ta nhất định sẽ đăng môn tạ lỗi. Lời này là nói cho Bùi Nguyên Ca, cũng là nói cho Nhan Chiêu Bạch nghe, để hắn biết Vũ Hoàng Chiết coi trọng hắn cỡ nào. Nhan Chiêu Bạch ngồi dưới tay hắn, vẻ mặt đạm mạc, đôi mắt yên tĩnh như nước, không dậy sóng, khiến người ta không đoán được tâm tư của hắn, cũng không có cách nào đoán ra. Không biết hắn có nghe được ý tứ trong lời nói hay hiểu được, nhưng chỉ giữ xúc động trong lòng hay không. Nhưng Vũ Hoàng Chiết biết tính cách hắn lạnh lùng nên cũng không để ý, chỉ đảo mắt nhìn tình hình trong điện, căng thẳng nhìn Bùi Nguyên Ca. Không biết Bùi tứ tiểu thư có ngồi bên kia không? Hiện tại trong điện, hắn và Vũ Hoàng Mặc ngồi đối diện với nhau. Dưới hắn là Nhan Chiêu Bạch, dưới Nhan Chiêu Bạch là Nhan Minh Nguyệt. Bên Vũ Hoàng Mặc không có một bóng người, tốt xấu gì hắn cũng là hoàng tử. Bùi tứ tiểu thư là người biết lễ, rất có thể sẽ ngồi bên Vũ Hoàng Mặc. Mặc dù một chỗ ngồi chẳng nói lên ý nghĩa gì, nhưng vẫn khiến cho hắn thấy không thoải mái. Dường như Vũ Hoàng Mặc cũng nhận ra điều này, ánh mắt dán chặt lên người Bùi Nguyên Ca, ý cười tựa như nói, lại đây ngồi mau. Đúng lúc đó, Nhan Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Bùi Nguyên Ca, giữ chặt tay nàng cười nói, Nguyên Ca muội muội, lại đây ngồi cùng ta đi. Chỉ trong thời gian ngắn, không biết có phải Nhan Chiêu Bạch đã dùng dược vật nào hay không, khí sắc của nàng ấy đã tốt lên rất nhiều, hai gò má thoáng hồng, nụ cười lại yêu kiều như vậy, khiến cho người ta thoạt nhìn cũng có cảm giác phấn chấn. Nếu nàng đã mời, thì Bùi Nguyên Ca cũng không tiện từ chối, nhìn về phía Vũ Hoàng Mặc cười xin lỗi, qua đó cùng Nhan Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh nàng. Hai nàng đều là nữ tử, ngồi chung với nhau cũng là lẽ thường, nhưng nhìn chênh lệch số người hai bên lúc này, Bùi Nguyên Ca ngồi ở bên hắn, điều này làm cho Vũ Hoàng Chiết có khoái cảm, như đánh bại được Vũ Hoàng Mặc. Mỉm cười nhìn về phía hắn ta, vừa vặn đón nhận ánh mắt yêu mị đen như mực của Vũ Hoàng Mặc, ý cười không những không giảm, ngược lại càng thêm nồng đậm, môi cong lên, ánh nến rọi xuống vô cùng chói mắt, quỷ quyệt như yêu.
Hàn Lân càng lui về phía sau, càng cố gắng ẩn mình. Bây giờ hắn đã biết là ai chọc giận Cửu Điện Hạ rồi. Tâm tư Nhan Minh Nguyệt đơn thuần, không thích không khí nặng nề này, cũng không giỏi phân tích gì cả. Sở dĩ tới đây chỉ là vì muốn ở cùng với Nhan Chiêu Bạch, nhưng bây giờ lại cảm thấy nhàm chán. Thấy Bùi Nguyên Ca đến, tất nhiên muốn kéo nàng ấy tới nói chuyện, không để ý tới gợn sóng tranh đấu trong điện, bản thân thì nói cười với Bùi Nguyên Ca. Nàng không chú ý, nhưng Nhan Chiêu Bạch lại nhìn thấy rất rõ, dường như biết hành động này của Nhan Minh Nguyệt đã chọc giận Cửu Điện Hạ. Nhưng hắn không quan tâm, nhìn bộ dáng thân thiết của Nhan Minh Nguyệt và Bùi Nguyên Ca có chút kỳ quái. Minh Nguyệt ốm yếu, luôn xa lạ với người ngoài, mặc dù tính của nàng đơn thuần, nhưng bản tính lại lạnh nhạt, không dễ dàng thân thiết với người khác. Tại sao mới quen Bùi Tứ Tiểu Thư có một ngày đã thích nàng ta như vậy? Nhan Chiêu Bạch trầm tư, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn có rất nhiều chuyện phải quan tâm, không thể lúc nào cũng kè kè bên Minh Nguyệt nếu Minh Nguyệt kết bạn tốt. Lúc không có hắn cũng vui vẻ như vậy thì đây là chuyện tốt, nhưng điều hắn lo lắng nhất chính là vị Bùi Tứ Tiểu Thư này là người thông minh, nếu bị nàng ta nhìn ra manh mối, khuyến khích Minh Nguyệt. Tĩnh Thiện đại sư tới, chắp tay chào mọi người, thấy bên Vũ Hoàng Mặc không có một bóng người nên tùy ý qua đó ngồi, lúc này mới chấm dứt cảnh ngộ xấu hổ của Vũ Hoàng Mặc. Trong tình huống này, vốn dĩ phải do am chủ Thủy Nguyệt đại sư ra mặt, coi như thể hiện sự tôn kính với hai vị điện hạ. Có điều, Thủy Nguyệt đại sư lại không giỏi ăn nói, cuối cùng vẫn để Tĩnh Thiện đại sư ra mặt thay. Nhưng hình như Vũ Hoàng Mặc không giống như đang cảm thấy xấu hổ, lúc này hắn cũng không cảm thấy thoải mái. Mắt đẹp sáng quắc nhìn chăm chăm người đối diện, đột nhiên cười gian. Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu Bùi Tiểu Thư và Nhan Công Tử với nhau nhỉ? Vũ Hoàng Chiết bị nụ cười của Vũ Hoàng Mặc làm cho không thoải mái, cố ý không nhìn hắn, cười nói. Kỳ thật hai người đã gặp mặt nhau rồi. Ta nghĩ Chiêu Bạch có thể nhận ra Bùi Tứ Tiểu Thư, Bùi Tứ Tiểu Thư cũng có thể nhận ra Chiêu Bạch. Ha, Bùi Tứ Tiểu Thư, Chiêu Bạch chính là hiên chủ giám hiên kỳ. Hắn tổ chức đấu kỳ mấy năm nay chưa thua bao giờ, không ngờ lại bại dưới tay của Bùi Tứ Tiểu Thư. Chiêu Bạch, người tâm phục chứ? Nhan Chiêu Bạch khom người thi lễ nhẹ giọng, tâm phục khẩu phục. Nhan Chiêu Bạch lại là hiên chủ giám hiên Hắc Mạch Kỳ. Bùi Nguyên Ca sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên một vài hình ảnh. Chẳng trách nàng cảm thấy trên ngọc bội Minh Nguyệt tặng có chữ Nhan vô cùng quen mắt, nhưng lại không thể nào nhớ nổi. Giờ nhắc tới giám hiên Hắc Mạch Kỳ thì lập tức nghĩ ra, trên tòa lâu đánh cờ lúc ấy có ba chữ Chiếu Nhan Lâu. Chữ Nhan trên đó và chữ Nhan trên bạch ngọc bội giống nhau như đúc. Đâu có, hiên chủ cố ý nhường ta thôi. Bùi Nguyên Ca vội vàng đáp rất thật lòng. Nhan Chiêu Bạch lắc đầu, nói, ta chưa bao giờ nhường ai cả. Vũ Hoàng Mặc đã sớm biết Nhan Chiêu Bạch là hiên chủ giám hiên kỳ, không hề có chút bất ngờ, chỉ mỉm cười nhìn mọi người rồi đột nhiên mở miệng. Nếu Ngũ Hoàng Huynh đã giới thiệu Nhan Công Tử cho Bùi Tứ Tiểu Thư, sao lại chỉ nói một nửa giấu một nửa thế? Đây đây đây, Bùi Tứ Tiểu Thư, ta thay Ngũ Hoàng Huynh bổ sung đầy đủ. Vị Nhan Công Tử này chẳng những là chủ nhân của giám hiên kỳ, mà còn là chủ nhân đứng sau hiệu buôn Cảnh Hiên, hồ mưa gọi gió trong thương giới vương triều đại hạ, không có đối thủ. Hắn là người có tiền, nói hắn phú cả địch quốc, còn phải xem đó là quốc gì. Nếu lấy kinh quốc so với gia tài của Nhan Công Tử thì chính là vũ nhục hắn. Nhan Chiêu Bạch nhìn về phía Vũ Hoàng Mặc, ánh mắt tối tăm, thản nhiên nói, Cửu Điện Hạ, khen lầm rồi. Sao khen lầm được? Xưa nay ta ăn ngay nói thật, không thích hư ứng khách sáo. Mặc dù Nhan Công Tử phú khả địch quốc, nhưng đáng tiếc phải dựa vào Ngũ Hoàng Huynh, cho nên hàng năm phải kính lên Ngũ Hoàng Huynh thu thập của ít nhất 4 thành. Chẳng trách Ngũ Hoàng Huynh khẩn trương như thế. Vũ Hoàng Mặc cong khóe môi, ý cười trong mắt rất đậm, mang theo ý giễu cợt. Ngũ Hoàng Huynh, người nói hoàng đệ ta nói có đúng không? Nếu có lời nào không đúng, Ngũ Hoàng Huynh nhất định phải chỉ ra chỗ sai mới được. Vũ Hoàng Chiết tức giận nghiến răng, thân phận của Nhan Chiêu Bạch thần bí, quan hệ giữa hắn và Nhan Chiêu Bạch càng thêm bí ẩn, không ngờ lại bị Vũ Hoàng Mặc vạch trần. Cũng may ngồi ở đây không có ai khác, như cô kia ẩn cư nơi núi xa, chưa chắc hiểu được chuyện gì. Còn Bùi Nguyên Ca, mặc dù thông minh nhưng chỉ là nữ tử, không lâu nữa hắn sẽ xin ý chỉ của mẫu hậu, ban thưởng Bùi Nguyên Ca làm sườn phi của hắn. Đến lúc đó, Bùi Nguyên Ca trở thành nữ nhân của hắn, vinh nhục cùng nhau, cũng chỉ có thể một lòng với hắn, không cần lo, nàng sẽ gây bất lợi gì. Nghĩ đến đây, nhìn dung mạo của Bùi Nguyên Ca thanh nhã tú lệ, khí chất xuất trần thoát tục, trong lòng càng thêm rung động.
Nhưng nghĩ tới bí mật của mình bị Vũ Hoàng Mạc nói toạc ra như vậy, Vũ Hoàng Triết vẫn vô cùng buồn bực. Tại sao người này lại biết rõ ràng như vậy? Tại sao đêm nay lại chạy tới đúng lúc như thế? Chẳng lẽ bên người hắn có nội gian sao? Vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch không chút thay đổi, trầm tư một hồi, đứng dậy khom người chắp tay nói. Bởi vì chuyện này liên quan tới Minh Nguyệt, trong lòng Thảo Dân có chút nghi vấn, không thể không hỏi. Đương nhiên, nếu Cửu Điện Hạ không muốn trả lời, Thảo Dân cũng không dám cưỡng ép. Yên tâm, ta sẽ trả lời. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, liếc mắt nhìn Vũ Hoàng Chiết. Nếu ta không trả lời, chẳng phải sẽ trung ý Ngũ Hoàng Huynh hay sao? Càng khiến cho hắn có cớ nói rằng ta là hung thủ gây nên chuyện này. Cho nên, Nhan công tử xin cứ yên tâm, chẳng những ta sẽ trả lời, hơn nữa cam đoan đều là lời nói thật. Ví dụ như, ta rất có hứng thú với tài phú của Nhan công tử, có ý nghĩ muốn chia một phần. Thế nào, Nhan công tử, ta đủ thẳng thắn rồi chứ? Quả nhiên là như vậy. Vũ Hoàng Chiết giận dữ, tên Vũ Hoàng Mặc này quả nhiên cũng để mắt tới gia sản kếch xù của Nhan Chiêu Bạch. Đáng chết. Nhan Chiêu Bạch hơi hơi nhíu mày, hắn sớm đã nghe nói vị Cửu Điện Hạ này hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, rất khó nắm bắt. Hôm nay đã được lĩnh giáo, người bình thường cho dù trong lòng muốn tiền của hắn cũng sẽ chỉ nói bóng gió ám chỉ, không ai nói trắng ra với hắn như vậy. Thoạt nhìn tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng phiền toái nhất là ở điểm này. Nếu đã quang minh chính đại nói ra, sau này hắn không cần phải che giấu. Chỉ bằng vài lời nói sắc bén vừa nãy cũng đủ thấy người này khó đối phó hơn Vũ Hoàng Chiết gấp vạn lần. Cựu điện hạ thật là biết nói đùa. Nhan Chiêu Bạch miễn cưỡng cười chuyển đề tài. Thảo Dân muốn hỏi, vì sao Cửu Điện Hạ xuất hiện ở đây? Ta cũng đoán ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Ta đường đường là hậu duệ hoàng tộc, xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này đúng là rất kỳ quái. Càng kỳ quái hơn đó là vừa hay lại cứu được mọi người của Bùi phủ, thiếu chút nữa cũng cứu được Nhan tiểu thư. Ta đoán Ngũ Hoàng Huynh nhất định đã nói với Nhan công tử rằng sự kiện ám sát này là khổ nhục kế ta tự biên đạo, mục đích tạo cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Nhan tiểu thư để Nhan công tử báo đáp công ơn, phải không? Vũ Hoàng Mặc nói nhẹ nhàng, không mang chút tức giận, ý cười càng nhu hòa giống như đang xem kịch hay. Hơn nữa, bản thân Nhan công tử cũng có chút nghi ngờ, biết rõ ta khó chịu nhưng vẫn muốn hỏi đúng không? Nhan Chiêu Bạch càng cảm thấy người này khó giải quyết, không trả lời luôn, chỉ nói, Cửu Điện Hạ còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nói trả lời thì nhất định sẽ trả lời, nhưng mà dù sao cũng phải phân tích đầu đuôi chuyện này một chút chứ. Vũ Hoàng Mặc ung dung, ngồi nghịch ngọc bội bên hông, liếc mắt nhìn Nhan Minh Nguyệt đang cười nói vui vẻ với Bùi Nguyên Ca, giống như hoàn toàn không biết sóng ngầm đang trỗi dậy. Hắn chuyển sang nhìn Vũ Hoàng Chiết, chiều vừa ăn cướp vừa la làng này của Ngũ Hoàng Huynh không thể không nói là không cao tay. Có vẻ như Ngũ Hoàng Huynh rất có lòng tin, lấy tính tình ngang ngạnh khó chiều của ta, nếu bị thương nhân chất vấn tất sẽ sinh ý không vui, không tuân theo. Như vậy thì ký vu oan hãm hại của Ngũ Hoàng Huynh sẽ như ý nguyện, nên vừa rồi mới liều mạng khuyến khích Nhan công tử đến chất vấn ta. Ngũ Hoàng Huynh, hoàng đệ ta nói đúng không? Nếu có chỗ nào không đúng, hoan nghênh chỉ bảo, ta là người rất mực khiêm tốn, biết cách lắng nghe. Đúng là Vũ Hoàng Chiết có nói như vậy, ý niệm quanh quẩn trong đầu nay bị Vũ Hoàng Mặc vạch trần, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ vô cùng khó coi. Nhàn Chiêu Bạch nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, ngưng trọng. Nhìn bộ dáng của Vũ Hoàng Huynh thì chắc là ta đoán đúng rồi, nhưng mà Huynh sai rồi. Vũ Hoàng Mặc lắc đầu, vẻ mặt tức giận. Khi mọi người ở đây đều đoán hắn muốn nói Vũ Hoàng Chiết không nên vu oan hãm hại hắn, thì hắn lại nói, nếu Hoàng Huynh muốn vu oan hãm hại ta, nên báo trước cho ta một tiếng, Hoàng đệ sẽ phối hợp với Hoàng Huynh diễn thật tốt. Dù sao thanh danh của ta cũng chẳng hay ho gì, sát cái biệt nhân thật sự không tính cái gì, huynh đệ chúng ta tình thâm, sao ta có thể không giúp cho được. Tiếc là Ngũ Hoàng Huynh chẳng thông báo tiếng nào, đầu óc ta phản ứng chậm chạp. Giờ có che giấu giúp huynh thì chỉ sợ cũng là giấu đầu hở đuôi thôi. Hay... Nói xong, hắn làm bộ thở dài ra vẻ cực kỳ tiếc nuối. Trên mặt Vũ Hoàng Chiết hết trắng lại hồng. Thực chất, Vũ Hoàng Mặc cố ý vạch trần hắn, cố tình làm ra bộ dáng muốn giúp, nhưng không biết giúp thế nào, giống như trêu cợt hắn, cố ý bôi nhọ thanh danh của hắn trước mặt mọi người. Cửu Hoàng Đệ, từ nãy ngươi nói rất nhiều nhưng nhất quyết không chịu trả lời câu hỏi của Chiêu Bạch. Chột dạ ư? Cửu Hoàng Huynh đừng đánh trống lảng, chưa biết ai chột dạ đâu.
Vũ Hoàng Mạc cười nhạt. Được rồi, vậy ta trả lời vấn đề của Nhan công tử. Ta nghĩ lời nói của Ngũ Hoàng huynh cũng có lực ảnh hưởng nhất định với Nhan công tử. Huống chi thanh danh của Vũ Hoàng Mạc ta cũng chẳng mấy tốt đẹp. Chắc hẳn Nhan công tử cũng nghi ngờ ta. Đoán rằng ta nói rằng đêm nay khó ngủ, đến đây tản bộ, Nhan công tử nhất định sẽ không tin phải không? Vũ Hoàng Chiết hừ lạnh, kẻ ngốc cũng không tin. Đúng vậy, Nhan công tử nhiều kinh nghiệm thương trường khôn khéo cỡ nào, cho dù Ngũ Hoàng huynh có tin thì Nhan công tử cũng sẽ không tin. Hay, Vũ Hoàng Mặc lại thở dài giống như rất buồn rầu, trầm tư nói, vậy nếu ta nói mình thần cơ diệu toán, đoán trước nơi này có mỹ nhân gặp nạn nên cố ý chạy tới cứu giúp, đại khái Nhan công tử cũng sẽ không tin phải không? Bùi Nguyên Ca đang nói chuyện với Nhan Minh Nguyệt nhưng trên thực tế vẫn chú ý bên này, nghe đến đó thì thiếu chút nữa bật cười. Ngũ Điện Hạ vừa nói kẻ ngốc cũng không tin, Vũ Hoàng Mạc liền tiếp lời, cho dù Ngũ Hoàng Hinh tin những lời này, vậy chẳng phải mắng Ngũ Điện Hạ không bằng tên ngốc sao? Hơn nữa, nghe giọng điệu lời nói của Vũ Hoàng Mạc dường như là đang cố ý trêu đùa Ngũ Điện Hạ và Nhan công tử, khiến hai người quan tâm sẽ loạn, trắng trợn khiêu khích, tâm tình cực kỳ thoải mái. Tên Vũ Hoàng Mạc này thật sự là quá xấu xa mà. Nhan Triều Bạch nhíu mày, nếu Cửu Điện Hạ không muốn nói, Thảo Dân cũng không cưỡng ép. Nhan công tử đừng nóng vội, ta chọc Vũ Hoàng huynh và ngươi chút thôi. Vũ Hoàng Mặc vẫn bình thản như cũ, thở dài một hơi, đặt hai tay lên đùi, ngồi ngay ngắn, thu liễm vẻ mặt đùa cợt, thản nhiên nói, được rồi, xem ra ta chỉ có nói thật mới có thể khiến cho người tin tưởng. Nói thật, ta nghe nói hôm nay Ngũ Hoàng huynh đột nhiên phái tử sĩ đi Bạch Y Am, sau đó đến quý phủ của Nhan công tử làm khách. Ta cân nhắc một hồi, đoán chừng việc này liên quan tới Nhan công tử. Nghe nói Nhan công tử có một vị muội muội coi như chân bảo, nên đoán rằng chẳng lẽ Ngũ Hoàng huynh muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Người nói xem, chuyện thú vị như vậy, sao ta có thể không góp vui? Cho nên mới lẳng lặng tới đây, tưởng rằng bắt được con cá, ai dè chỉ liệm được mỗi con ốc, mà lại còn là con ốc vong ân phụ nghĩa không lương tâm, ngay cả một câu cảm ơn ân nhân cũng không có. Nói tới đây, Vũ Hoàng Mạc đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, cười nhẹ, Bùi tứ tiểu thư, người nói người vong ân phụ nghĩa không có lương tâm này, ta phải chỉnh đốn nàng ấy thế nào cho phải đây? Hả? Bị gọi tên, Bùi Nguyên Ca đành phải quay đầu, làm bộ không nghe rõ bọn họ trước đó nói gì, mờ mịt nói, thật xin lỗi, tiểu nữ đang nói chuyện cùng Nhan tỷ tỷ, không biết vừa rồi Cửu Điện Hạ và Ngũ Điện Hạ nói chuyện gì, hình như là muốn chỉnh ai đó, là người xấu sao? Mẫu thân nói, làm người không thể quá nhỏ nhen, quá tính toán chi ly, nếu không sẽ bị trời giáng ngũ lôi, sau đó đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nói xong còn ra sức gật đầu, tăng thêm độ tin cậy. Làm người không thể quá nhỏ nhen, nàng đang ám chỉ hắn ư? Còn nói hắn sẽ bị trời đánh ngũ lôi, đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Hai mắt của Vũ Hoàng Mặc từ từ híp lại, tia sáng trầm tĩnh. Bùi Nguyên Ca, chờ coi, nếu hắn bị trời giáng ngũ lôi, hắn cũng phải kéo nàng bị sét đánh cùng. Nếu sau khi hắn chết xuống 18 tầng địa ngục, nàng muốn ở tầng 17 cũng không được, phải chết cùng chết, tuyệt đối không thể để nàng sống tiêu diêu tự tại. Tốt lắm, Ngũ Hoàng huynh, Nhan công tử, lời muốn nói ta đã đều nói xong, không biết các người có tin hay không? Nhan Triều Bạch cụp mi, mặc dù trước đó vị Cửu Điện Hạ này có thái độ lỗ mãng, rồi đột nhiên chuyển sang trịnh trọng, quay đầu nhằm vào Bùi tứ tiểu thư hỉ nộ vô thường, nhưng một người có thể tin hay không, ngoại trừ thái độ bên ngoài, còn phải xem lời của hắn có đạo lý thế nào. Nếu nghiêm túc nhớ lại thì mọi chuyện hôm nay đúng là trùng hợp và kỳ quái. Ngũ Điện Hạ đột nhiên tới chơi, sau đó Minh Nguyệt liền xảy ra chuyện. Đúng rồi, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, ta rất tò mò. Vũ Hoàng Mặc vỗ trán nói, Nhan tiểu thư có thân phận bí ẩn, lại đến nơi hẻo lánh như Bạch Y Am dâng hương, nhưng vẫn bị hắc y nhân nắm rõ hành tung tới ám sát. Điều này thật là kỳ lạ. Hơn nữa, Ngũ Hoàng huynh nói, vì tới quý phủ làm khách, vừa vặn gặp hộ vệ của Nhan tiểu thư trở về bẩm báo, nên mới theo tới đây. Ta đoán Bạch Y Am bị tập kích, chắc hẳn Bùi tứ tiểu thư cũng đã phái người trở về Bùi phủ cầu cứu chứ. Sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy người nào của Bùi phủ đến cả? Trước đây Bùi thực thư là trấn biên đại tướng quân, ta còn cho rằng hộ vệ trong phủ ông ấy tốt hơn Nhan phủ, không ngờ hiệu suất lại thấp đến vậy. Sắc mặt Nhan Triều Bạch biến đổi, trong mắt xẹt qua chút tàn nhẫn. Bùi Chư Thành từng là trấn biên đại tướng quân, toàn bộ hộ vệ Bùi phủ đều là thân binh trước kia của hắn, võ công cao cường không nói, nhân tài mặt nào cũng có,
không có lý nào bọn họ lại báo tin chậm hơn Nhan Phủ lâu như vậy. Giải thích duy nhất đó là không phải viện binh Bùi Phủ tới chậm, mà là hộ vệ Nhan Phủ tới quá nhanh. Tên thị vệ tới báo cáo kia hơn phân nửa có liên quan tới đám người áo đen ám sát. Hơn nữa, chỉ sợ Ngũ Điện Hạ cũng không thoát được liên quan trong chuyện này. Thấy nét hoài nghi trên mặt Nhan Chiêu Bạch càng lúc càng nghiêm trọng, Vũ Hoàng Chiết đột nhiên lâm vào hoảng hốt. Hắc y nhân này đích xác là tử sĩ của hắn. Sự kiện ở Bạch Y Am lần này đúng là để bày ra thiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi bọn họ tới Bạch Y Am, Hắc y nhân đã bắt được Nhan Minh Nguyệt, dùng nàng để uy hiếp. Còn hắn hiên ngang lẫm liệt bước ra, đáp ứng yêu cầu vô lý của Hắc y nhân. Tốt nhất là bị thương trúng một mũi tên, Nhan Triệu Bạch yêu muội như mạng, nhất định sẽ mang ơn hắn. Chuyện đó coi như xong. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn đến như vậy. Đầu tiên, không ngờ trong đám tử sĩ có kẻ không an phận, muốn bắt Nhan Minh Nguyệt tranh công, nên đã dò đường trước, kết quả bị hộ vệ Nhan Phủ phát hiện, hai bên ra tay quá nặng. Chưa nói đến làm Nhan Minh Nguyệt cảnh giác, còn khiến nhóm Hắc Y Nhân không thể không động thủ. Thời gian toàn bộ kế hoạch bị rối loạn. Kế đó, cũng không ai ngờ được, Bùi Phủ lại tới nơi vắng vẻ như Bạch Y Am dâng hương, bị Hắc Nhân làm kinh sợ, chạy trốn tán loạn. Đám sát thủ không phân biệt được mục tiêu, lại thêm Bùi Nguyên Ca thiết kế đi ngược đường, giấu Nhan Minh Nguyệt trong đại điện trống rỗng, còn mình thì trở thành Nhan Minh Nguyệt. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, dù sao cuối cùng Bùi Nguyên Ca cũng sẽ là sườn phi của hắn. Nhan Triều Bạch nợ ân tình của nàng chẳng khác nào nợ hắn. Nhưng hắn bất ngờ là nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim Vũ Hoàng Mặc, cũng không biết hắn uống lộn thuốc gì, lòng dạ lại thâm sâu như vậy. Vạch trần hết chuyện này ra, làm bây giờ Vũ Hoàng Chiết trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, khiến Nhan Chiêu Bạch hoài nghi. Mặc dù trong lòng hắn cũng chẳng coi trọng thương nhân như Nhan Chiêu Bạch, nhưng hắn ta có đường phát tài, hàng năm cho hắn lợi nhuận hết sức to lớn. Nếu không, hắn không lo Nhan Chiêu Bạch sẽ trở mặt, dù sao hắn ta cũng chỉ là tên thương nhân, chỉ sợ Nhan Chiêu Bạch cá chết lưới rách, hại hắn chả được đồng nào. Chiêu Bạch đừng nghe hắn ta nói vậy. Nếu thật sự do ta làm thì kế hoạch bí mật như vậy làm sao Vũ Hoàng Mặc ngươi nghe được? Rất đơn giản, Hoàng Mặc cười yêu mị, bên cạnh ngươi có tai mắt của ta. Quả nhiên người cài nội gián bên người ta, vô liêm sỉ, là ai? Rốt cuộc là ai? Người mau nói nhanh. Vũ Hoàng Chiết vốn đang đoán có phải bên người có nội gián hay không, nay bị Vũ Hoàng Mặc nói toạc ra, nhất thời nổi nóng đập bàn. Những người biết kế hoạch ở Bạch Y Am lần này đều là tâm phúc của hắn. Nếu trong số họ có người làm nội gián, vậy chẳng phải mọi việc của hắn đều nằm trong tính toán của Vũ Hoàng Mặc hay sao? Hơ, lời này của Vũ Hoàng Huynh thật là thừa thãi. Nếu đã là tai mắt thì sao ta có thể tùy tiện tiết lộ được? Thấy bộ dáng tức giận của hắn, Vũ Hoàng Mặc cười lớn. Thật ra, Ngũ Hoàng Huynh bị lừa rồi, ta nào có tai mắt gì? Chẳng qua muốn châm ngòi ly gián, khiến cho Ngũ Hoàng Huynh hoài nghi tâm phúc của mình mà thôi. Tốt nhất là loại trừ 2-3 người càng chú ý của ta. Nhưng ta thấy Ngũ Hoàng Huynh cơ trí như vậy chắc sẽ không mắc mưu đâu, đúng không? Lời hắn nói khó phân biệt thực giả, thật thật giả giả làm cho người ta khó mà đoán được, ngược lại càng gia tăng nghi ngờ. Hơn nữa, Vũ Hoàng Chiết biết thủ đoạn của Vũ Hoàng Mặc lợi hại, trong lòng vốn đang nghi ngờ, nay càng chắc chắn bên người hắn nhất định có nội gián. Sau khi trở về, phải thanh lọc một lượt, thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bất cứ người nào có điểm đáng nghi thì một người cũng không thể bỏ qua. Ngũ Hoàng Huynh tức giận như vậy, có phải chứng tỏ ngươi thừa nhận những lời của ta đều là sự thật phải không? Vũ Hoàng Mặc khoan thai hỏi. Nói cách khác, lần này Bạch Y Am bị tập kích là một tay ngươi bày ra, ta nói không sai chứ? Vũ Hoàng Chiết cả kinh, lúc này mới phát hiện trong lúc mình quá mức nóng vội chuyện nội gián đã mắc bẫy của Vũ Hoàng Mặc. Nhưng Tĩnh Thiện đại sư tĩnh tâm niệm Phật, không nói lời nào, lại nhìn Bùi Nguyên Ca và Nhan Ninh Nguyệt đang nói chuyện, thỉnh thoảng cúi đầu cười nhẹ. Hắn cảm thấy thoáng yên lòng. Bọn họ đều là nữ tử, vốn không có hứng thú với việc này, tất nhiên không hiểu được bao nhiêu. Nhưng Nhan Chiêu Bạch khôn khéo dị thường, chỉ sợ đã nổi lên nghi ngờ. Trong lòng Vũ Hoàng Chiết thầm lo lắng, vẫn ra vẻ trấn tĩnh nói: Cửu hoàng đệ hiểu lầm rồi. Xưa nay ta hận nhất là loại người bán đứng chủ. Lúc nghe người nói bên người ta có nội gián nên nhất thời nổi nóng. Nhưng chuyện Bạch Y Am xác thực không liên quan tới ta.
Lần này Vũ Hoàng Mặc chỉ mỉm cười, cũng không hề phản biện lại, chỉ cười cười nhìn Nhan Chiêu Bạch. Nhan Chiêu Bạch trầm tư, thần sắc biến ảo không ổn định, một hồi lâu mới trầm tĩnh lại, chắp tay nói: "Cửu điện hạ thật biết nói đùa, Thảo Dân chỉ là một thương nhân, đâu đáng giá để Ngũ điện hạ phải hao phí tâm cơ như thế. Nói nữa, Ngũ điện hạ là người nhân hậu, quân tử hào phóng, mà Thảo Dân và Ngũ điện hạ vốn có thâm giao, Thảo Dân tin ngày ấy sẽ không làm như vậy." Nghe vậy, Vũ Hoàng Chiết mới thở phào nhẹ nhõm. "Vậy ư?" Vũ Hoàng Mặc hơi dừng lại mỉm cười. Nếu trước đây thì có thể sẽ không, dù sao hàng năm người đều cho hắn lợi ích rất lớn, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Ngọc Trinh Ngạn bị phái đi đảm nhiệm chức thứ sử kiêm khâm sai đại thần, chủ trì trần trị thiên tai, điều tra tham ô vơ vét cứu trợ. Ngọc Trinh Ngạn làm việc cứng rắn, không nể mặt ai, lại vừa trở mặt với Ngũ Hoàng Huynh. Cuộc chỉnh đốn lần này dự đoán rất náo nhiệt, sợ rằng sẽ chém một lượng lớn quan viên, Ngũ Hoàng Huynh có thể không đau lòng được ư? Biện pháp tốt nhất chính là mau chóng kiếm một khoản tiền lớn, chuyển về khu thiên tai bổ sung thiếu hụt trước đó. Nhàn công tử, gần đây Ngũ Hoàng Huynh của ta không nói muốn mượn bạc của ngươi sao? Trong lòng Nhàn Chiêu Bạch trầm xuống, đúng là Ngũ điện hạ muốn mượn bạc của hắn, nhưng số bạc quá lớn cho nên bị hắn cự tuyệt. Thật không thể ngờ, nguyên do mọi chuyện lại nằm ở 400 vạn lượng bạc này. Tính toán trong lòng hoàn toàn bị Vũ Hoàng Mặc vạch trần. Vũ Hoàng Chiết vừa sợ vừa giật, không ngờ Vũ Hoàng Mặc sẽ nhắm thẳng vào hắn như vậy, trong lòng không yên. Thật sự hắn không nỡ bỏ đống vàng bạc châu báu của Nhan Chiêu Bạch. Nhưng Nhan Chiêu Bạch suy tư một hồi vẫn nói: "Cửu điện hạ nói đùa rồi, phía nam thiên tai, nạn dân chịu đủ mọi khổ cực, người chết đói khắp nơi, Thảo Dân cũng có nghe thấy. Lúc này quyên tặng ngân lượng giúp đỡ một phần cho nạn dân vùng thiên tai là thuộc bổn phận của Thảo Dân, coi như Thảo Dân tích góp một phần công đức cho Minh Nguyệt." Ý của hắn chính là đáp ứng quyên bạc. Vũ Hoàng Chiết mừng rỡ, không ngờ Nhan Chiêu Bạch chẳng những không hoài nghi mà còn đáp ứng chi bạc. Có thể thấy tiểu nữ tử Nhan Minh Nguyệt này có địa vị rất lớn ở trong lòng Nhan Chiêu Bạch. Nếu vậy, về sau muốn đòi tiền của hắn ta đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ban đầu hắn không lấy được bạc, nghe nói Nhan Chiêu Bạch vô cùng che chở vị muội muội này nên muốn thử dùng khổ nhục kế, không ngờ hiệu quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Cho dù Nhan Chiêu Bạch hoài nghi hắn động tay chân, vẫn phải ngoan ngoãn chi tiền. Nói như vậy, chỉ cần nắm được Nhan Minh Nguyệt, Nhan Chiêu Bạch nhất định phải nghe lời. Vũ Hoàng Mặc cũng ngẩn ra, lập tức liếc mắt nhìn hai người đang cười nói bên kia, nhất thời tỉnh ngộ, vỗ tay cười. "À, thì ra là vậy." Nhan công tử biết rõ bị Ngũ Hoàng Huynh tính kế, nhưng vẫn đáp ứng chi bạc, hóa ra là bị người ta nắm được điểm yếu. Con người lưu chuyển, cố ra vẻ trầm tư khó xử. "Ấy, bản điện hạ cũng hết sức thiếu bạc dùng, không biết Nhan công tử có chịu cho ta mượn mấy trăm vạn lượng bạc không?" Nhan công tử không đáp ứng cũng không sao cả. Có lẽ ta cũng muốn bắt chước Ngũ Hoàng Huynh làm giặc cướp, nói không chừng tiền sẽ đến nhanh hơn. Nhan công tử nghĩ sao? Sắc mặt của Nhan Chiêu Bạch rốt cục thay đổi. Hắn nguyện ý chi bạc là vì thực lòng lo lắng an nguy của Nhan Minh Nguyệt. Lần này Ngũ điện hạ có thể phái người tới bắt cóc Minh Nguyệt, diễn khổ nhục kế, muốn hắn phải xuất bạc ra. Nếu hắn không cho, lần sau không chừng hắn ta sẽ trực tiếp lấy Minh Nguyệt ra uy hiếp hắn. Nhưng không ngờ tâm tư này lại bị Cửu điện hạ liếc mắt nhìn ra, còn trực tiếp muốn nói bạc ngay ở trước mặt hắn và Ngũ điện hạ. Xem ra hắn vẫn sơ suất quá, tốt nhất không nên để Minh Nguyệt xuất hiện ở kinh thành mới phải. Hai vị điện hạ tranh đấu lại lấy Minh Nguyệt làm bẻ cứu, hiển nhiên bọn họ đều nhìn ra Minh Nguyệt là điểm yếu của hắn. Nếu chọc bất kỳ vị nào trong hai người không vui, chỉ sợ Minh Nguyệt sẽ tràn ngập nguy khốn. Nàng vốn nhu nhược đơn thuần, không trải qua thế sự, sao có thể chống lại tính toán của những người này? Nếu vạn nhất Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì, đời này của hắn cũng chẳng muốn sống nữa. Ngũ điện hạ cần bạc khẩn cấp, hắn không thể không chi. Nếu không, Ngũ điện hạ sẽ không bỏ qua cho Minh Nguyệt. Mà Cửu điện hạ cũng nói cần bạc, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng trước mặt Ngũ điện hạ, bằng không chính là một chân đạp hai thuyền, đắc tội cả hai bên. Đến lúc đó sẽ không ai bảo vệ hắn, chỉ có chèn ép hắn. Cho nên hắn phải cự tuyệt trước mặt Cửu điện hạ mới được. Nhưng tính tình của Cửu điện hạ khó dò, tuy thẳng chỉ thuận miệng nhưng không thể bảo đảm hắn sẽ không gây bất lợi cho Minh Nguyệt. Tốt nhất phải nghĩ biện pháp hòa hoãn cục diện này. Có điều nghe nói vị Cửu điện hạ này rất khó chiều, ngay cả hoàng thượng cùng Liễu quý phi cũng không có biện pháp với hắn, không biết ai có thể thuyết phục hắn đừng làm khó Minh Nguyệt.
Nhan Chiêu Bạch suy tư, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vừa rồi lúc Bùi Tứ tiểu thư vào điện còn chưa an vị, ánh mắt Cửu Điện Hạ nhìn nàng có chút kỳ quái, giống như chờ mong, lại giống như có chút bất an. Đợi sau khi Bùi Tứ tiểu thư ngồi xuống, Cửu Điện Hạ lập tức quay đầu không nhìn nữa, nhưng nửa đường lại cố ý chỉ đích danh Bùi Tứ tiểu thư. Còn Bùi Tứ tiểu thư thì giả bộ mờ mịt không hiểu, kỳ thực đang thầm mắng Cửu Điện Hạ. Cửu Điện Hạ nghe thấy nhưng không hề nổi giận, ngược lại còn bộ dáng giống như giận dỗi. Nhìn bên ngoài, dường như vị Bùi Tứ tiểu thư này có sức nặng ở trong lòng Cửu Điện Hạ. Vừa rồi Cửu Điện Hạ hùng hổ dọa người như vậy là vì Minh Nguyệt mời Bùi Tứ tiểu thư ngồi bên người nàng chăng? Nếu như vậy thì quá tốt rồi. Lúc trước đấu kỳ, hắn và Bùi Tứ tiểu thư lưu lại cho nhau ấn tượng không xấu, mà Bùi Tứ tiểu thư lại hợp ý Minh Nguyệt. Nếu có thể mời nàng ấy nói tốt vài câu, có lẽ Cửu Điện Hạ sẽ tạm thời buông tha Minh Nguyệt. Chỉ cần có đường xoay chuyển, rất nhiều chuyện có thể tìm được đường sống quay về. Nếu thua, cùng lắm hắn và Minh Nguyệt cùng đi vào đường chết cũng không phải quá đáng sợ. Nghĩ tới đây, Nhan Chiêu Bạch cung kính nói, nếu Cửu Điện Hạ cũng lo cho nạn dân, như vậy Thảo Dân nguyện ý xuất 100 vạn lượng lấy danh nghĩa Cửu Điện Hạ cứu tế nạn dân. Nếu là việc thiện như vậy, Thảo Dân tất nhiên ra tay tương trợ. Ngụ ý, nếu là chuyện khác, thứ cho hắn không phụng bồi. Vũ Hoàng Chiết nghe vậy mới yên tâm, hắn không muốn số tiền này của Nhan Chiêu Bạch rơi vào trong tay Vũ Hoàng Mặc. Thật đáng tiếc, bản điện hạ là người xấu, chỉ làm chuyện xấu, chưa bao giờ làm việc thiện. Xem ra chúng ta không thể hợp tác rồi. Không sao, ngày khác sẽ từ từ nói tiếp. Ta nghĩ một ngày nào đó, Nhan công tử sẽ thay đổi chủ ý. Vũ Hoàng Mặc uể oải đứng dậy, duỗi thắt lưng, ánh mắt bất thiện nhìn hai nữ tử đang nói cười vui vẻ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy răng lại ngứa ngáy, rất muốn cắn người nào đó một miếng. Hắn quyết định khi trở về phải giày vò 30 mâm thủy tinh đề vàng. Nói xong hồng bào tung bay, đứng dậy đi trước. Bùi Tứ tiểu thư xin dừng bước. Về chuyện của Minh Nguyệt, tại hạ có vài lời muốn nói riêng với Bùi Tứ tiểu thư, không biết Bùi Tứ tiểu thư có tiện hay không? Quét mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc, Nhan Chiêu Bạch đột nhiên dương cao giọng, quay sang hỏi Bùi Nguyên Ca đang vui vẻ với Nhan Minh Nguyệt. Nghe được là chuyện của Nhan Minh Nguyệt, Bùi Nguyên Ca gật đầu, có thể. Bên cửa, bóng dáng màu đỏ hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục rời đi, nhưng dáng vẻ giống như có chút tức giận, khiến ám vệ theo sau hắn lén lút lùi hai bước, mà tất cả điều này đều lọt vào trong mắt của Nhan Chiêu Bạch. Thận trọng như hắn, tất nhiên có thể đoán được dị thường bên trong, càng thêm nắm chắc Bùi Nguyên Ca sẽ nói tốt cho hắn. Lúc này, hắn không khỏi tán thưởng mắt nhìn người của mình trong trận đấu cờ, cảm giác được vị Bùi Tứ tiểu thư này trí tuệ, trấn tĩnh khác hẳn nữ tử tầm thường, nên mới cố ý giao hảo tặng nàng lưu ly thất tải châu. Kỳ giám hiên, lấy kỳ giám nhân hiên. Trên đời này không có chuyện gì có thể quan sát lòng người, tính cách bằng cách chơi cờ. Nhan Chiêu Bạch đánh cờ cùng mọi người chính là mượn cờ để quan sát năng lực, tâm tính từng người. Phàm cho rằng là tốt, liền nghĩ biện pháp kết giao, sau này có thể dùng tới. Dù sao, hắn cũng chỉ là bình dân vách tính, lại là thương nhân cự phú thị phi nhiều vô kể. Mặc dù dựa vào Ngũ Điện Hạ hàng năm cho hắn lợi ích lớn, nhưng Ngũ Điện Hạ có bản tính tham lam, muốn hắn trợ giúp nhất định phải xuất nhiều tiền, cho nên ở kinh thành hắn nhiều quý nhân hơn đường. Mà giờ nghĩ lại, hắn không hề làm thừa. Nói cách khác, vị Bùi Tứ tiểu thư này chính là người hắn kết giao đúng đắn nhất. Vũ Hoàng Chiết tất nhiên không chú ý đến nhiều phương diện như vậy. Hắn biết sức khỏe của Nhan Minh Nguyệt không tốt, cho rằng Nhan Chiêu Bạch chỉ nhắc nhở những chuyện cần chú ý khi giao hảo với Nhan Minh Nguyệt mà thôi. Hắn gật đầu với Bùi Nguyên Ca, sau đó vui vẻ rời đi. Tịnh Thiện đại sư niệm Phật hiệu cũng rời theo. Nhan Chiêu Bạch sờ sờ mái tóc mềm mại của Nhan Minh Nguyệt, ôn nhu nói, mệt không? Nghỉ ngơi sớm đi, ta có chút chuyện muốn nói với Bùi Tứ tiểu thư. Nhan Minh Nguyệt là người đơn thuần nhất ở đây, cũng là người duy nhất không chú ý cuộc trò chuyện vừa rồi trong đại điện, cũng không biết nàng đưa tới phòng ba thế nào. Nghe Nhan Chiêu Bạch nói, mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn gật đầu nhu thuận nói, huynh cũng nghỉ sớm đi. Đúng rồi, ta đưa ngọc bội cho Nguyên Ca muội muội, sau này để nàng đến nhà chúng ta chơi, được không? Nhan Chiêu Bạch gật đầu sủng nịnh nói, được. Vậy ta đi đây. Nhan Minh Nguyệt cười khẽ, chậm rãi ra khỏi đại điện, về sương phòng nghỉ ngơi. Trong điện chỉ còn lại hai người Nhan Chiêu Bạch và Bùi Nguyên Ca. Nhan Chiêu Bạch thở dài, nhìn Bùi Nguyên Ca, cũng không khách sáo nói thẳng vào vấn đề. Bùi tiểu thư, cuộc đối thoại vừa rồi,
Ta nghĩ ngươi cũng nghe được, hiện tại Minh Nguyệt rất nguy hiểm, cho nên ta cầu ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp ta, cũng coi như giúp Minh Nguyệt. Ngươi có thể nể mặt Minh Nguyệt, cầu tình với Cửu Điện Hạ giúp ta được không? Chương 73. Sóng vai ngắm trăng, Cửu Điện Hạ động tâm. Bùi Nguyên Ca có chút khó xử, nàng không phải Nhan Minh Nguyệt. Tình cảnh Dương Cung Bạt Kiếm và cuộc đối thoại ẩn chứa đao kiếm trên đại điện vừa rồi, nàng đều nghe hết. Nàng rất có hảo cảm với Nhan Minh Nguyệt đơn thuần dịu dàng, đương nhiên không hy vọng nàng ấy trở thành mục tiêu của Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Chiết nhằm vào. Nhưng vấn đề là, Nhan công tử, ta rất muốn giúp Minh Nguyệt, nhưng ta và Cửu Điện Hạ chỉ gặp mặt vài lần, sợ mình không có biện pháp thuyết phục được hắn. Tên Vũ Hoàng Mặc kia, tâm tư khó dò, làm việc tùy tiện, không nói đạo lý, vốn không thể nào thuyết phục. Ta biết Bùi tứ tiểu thư khó xử, tính tình của Cửu Điện Hạ ta cũng có nghe qua, có điều bây giờ trong những người ta quen biết hoàn toàn không ai có thể đáp lời Cửu Điện Hạ, cho nên mới không thể không đến nhờ Bùi tứ tiểu thư. Vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch ôn hòa, tổng thể vẫn có chút xa cách. Đương nhiên Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ tranh đấu đã lâu, ta đứng ở bên Ngũ Điện Hạ, bất luận Cửu Điện Hạ nhằm vào ta thế nào cũng đều là đúng, ta không có lời nào để nói. Ta chỉ hy vọng chuyện này không liên lụy tới Minh Nguyệt. Bùi tứ tiểu thư cũng thấy được bản tính Minh Nguyệt đơn thuần, không hề nhúng tay vào chuyện làm ăn, nàng ấy không hiểu gì cả. Nhan Chiêu Bạch nói xong, thần sắc ảm đạm, nhìn ra được hắn vô cùng yêu thương muội muội này, không muốn nàng chịu một chút xíu khổ cực kinh sợ nào. Tình cảm huynh muội của Nhan công tử và Minh Nguyệt thật tốt. Bùi Nguyên Ca gật đầu, ta hiểu được đạo lý này, cũng hiểu được chuyện này không nên liên lụy tới Minh Nguyệt, nhưng mà thực ra Cửu Điện Hạ muốn bạc, ta không phải không thể đưa, có điều ta không thể đưa trước mặt Ngũ Điện Hạ được. Qua thời gian này, ta nguyện ý dâng lợi nhuận hiệu buôn hiên cảnh của một thành cho Cửu Điện Hạ, thậm chí hai thành cũng được. Ta chỉ hy vọng Cửu Điện Hạ có thể cho ta chút thời gian, nếu Cửu Điện Hạ còn có điều khác. Bùi tứ tiểu thư có thể giúp ta chuyển cáo, chỉ cần không làm hại tới Minh Nguyệt, tất cả điều kiện đều có thể thương lượng. Nhan Chiêu Bạch thành khẩn nói, tính tình Cửu Điện Hạ khó đoán, cho nên bất luận việc này có thành hay không, ta đều nhận ân huệ của Bùi tứ tiểu thư. Cảm kích tấm lòng của người với Minh Nguyệt, tuyệt đối không sinh ý oán giận, điều này Bùi tứ tiểu thư có thể yên tâm. Bùi Nguyên Ca do dự, vậy ta thử một lần, nhưng Nhan công tử đừng ôm hy vọng quá nhiều. Rất nhiều chuyện vốn làm hết sức mình nhưng cũng phải theo số trời. Bùi tứ tiểu thư nguyện ý làm thuyết khách cho ta, ta đã cảm kích vô cùng. Giọng của Nhan Chiêu Bạch trầm thấp, trong đôi mắt đen mang theo phức tạp và thâm trầm khó miêu tả. Tiền tài vốn là vật ngoại thân, ta không hề để tâm, nhưng Minh Nguyệt là người thân duy nhất trên đời của ta. Ta làm tất cả cũng chỉ hy vọng nàng có thể bình an vui vẻ. Nếu nàng có gì bất chắc, ngày đó cũng sẽ không còn Nhan Chiêu Bạch nữa. Chết đối với chúng ta mà nói không hề đáng sợ, thậm chí còn là một sự giải thoát. Hắn nói rất ẩn ý, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhận thấy mình luống cuống vội hỏi, đây là mấu chốt của ta, ta sẽ nói với Ngũ Điện Hạ, bên Cửu Điện Hạ nhờ cậy Bùi tứ tiểu thư nhắn dùm. Nhan Chiêu Bạch nói xong vẫn hời hợt lạnh nhạt, giống như cảm xúc của hắn vĩnh viễn cách biệt với bên ngoài. Nhưng kỳ quái, làm có đôi khi chính lời nói lạnh nhạt như vậy lại càng có sức cuốn hút, càng khiến người ta cảm thấy hắn nhất định làm được, không uy hiếp cũng không đe dọa, chỉ nói sự thật cho nên mới bình tĩnh như vậy. Bùi Nguyên Ca rất khó hình dung cảm giác này, chỉ thấy người trước mặt dường như bị áp lực kiềm chế, khói mù bao quanh. Ta hiểu rồi, ta sẽ chuyển lời của công tử tới Cửu Điện Hạ. Nhan Chiêu Bạch rất biết ý tứ, chỉ cần không nhắm vào Nhan Minh Nguyệt, tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhưng nếu Nhan Minh Nguyệt gặp chuyện không may, hắn thà liều mạng cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan. Có mấu chốt này, trong lòng Bùi Nguyên Ca có cái để nói, nhưng nói như vậy có thể thuyết phục Vũ Hoàng Mặc sao? Sắp bước ra đại điện, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên xoay người, Nhan công tử, thứ ta mạo muội, Ngũ Điện Hạ không phải người lương thiện, hợp tác với hắn khác nào bảo hổ lột da. Nhan Chiêu Bạch thản nhiên cười, trong mắt ẩn chứa vô số lo lắng, đa tạ Bùi tứ tiểu thư khuyên bảo, có điều đôi khi không có lựa chọn khác, lúc ấy với ta mà nói, trước mắt chỉ có một con đường đi. Cho dù biết rõ là núi đao biển lửa, ta cũng phải bước lên. Thân thể Minh Nguyệt rất yếu, hàng năm phải dùng rất nhiều dược liệu quý giá để dưỡng thân, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Hắn phải phát dương hiệu buôn cảnh hiên, cho dù có phải giao dịch với ma quỷ, hắn cũng sẽ đồng ý.
Có thể là Minh Nguyệt sống lâu thêm một ngày, sự tồn tại của hắn sẽ thêm một ngày ý nghĩa. Nghe trong ngữ điệu của hắn có bất đắc dĩ và kiên định cố chấp, tình cảm rung động không nói nên lời. Bùi Nguyên Ca trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nhan công tử, ta nhất định sẽ cố gắng thuyết phục Cửu điện hạ. Nhan Chiêu Bạch gật đầu, khom người thi lễ. Vậy đa tạ Bùi tứ tiểu thư. Ra khỏi đại điện, thống lĩnh hộ vệ Bùi phủ Triệu Cảnh liền tiến lên đón. Lần này bị hắc y nhân tập kích, ít nhiều nhờ hắn bố trí thích đáng, Bùi phủ mới không có thương vong quá lớn. Đợi cho tới khi Vũ Hoàng Mặc dẫn người tới cứu, không tiếc tán thưởng người có công lao, Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói: đêm nay may có Triệu thống lĩnh bảo vệ, chúng ta mới không gây ra đại loạn. Chờ sau khi hồi phủ, ta nhất định sẽ báo cáo phụ thân, ban thưởng Triệu thống lĩnh thật hậu hĩnh. Triệu Cảnh không ngờ câu mở miệng của Bùi Nguyên Ca lại là tán thưởng hắn, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Nếu nghiêm túc suy xét, đêm nay hắn có chút thất trách, thiếu chút nữa đã khiến tứ tiểu thư và phu nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ tiểu thư không những không trách phạt mà còn muốn thưởng hắn, sự khoan dung độ lượng này thật sự là làm cho hắn cảm động. Là ti chức bảo hộ bất lực mới khiến cho phu nhân bị thương, tứ tiểu thư bị kinh hách đều là do ti chức học nghệ không tinh, không thể ngăn cản đám tử sĩ này, làm sao còn dám nhận ban thưởng của tứ tiểu thư và đại tướng quân. Lời này của tứ tiểu thư thật là làm cho ti chức hổ thẹn, sau này ti chức nhất định chuyên cần luyện tập võ nghệ, bảo vệ thật tốt phu nhân và các tiểu thư, đến lúc đó tứ tiểu thư ban thưởng cho ti chức cũng được. Triệu thống lĩnh không cần tự trách, chuyện đêm nay chỉ là ngoài ý muốn. Hộ vệ thương vong thế nào? Có 3 người bị trọng thương, 7 người thương nhẹ, những người còn lại không sao. Vậy là tốt rồi, chờ sau khi hồi phủ, ta sẽ phân phó xuống dưới. Mỗi hộ vệ bị trọng thương trợ cấp 100 lượng bạc, thương nhẹ trợ cấp 70 lượng, hộ vệ còn lại mỗi người 50 lượng. Ngươi là thống lĩnh có nhiệm vụ theo dõi mọi người, để tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sau khi vết thương lành, nếu có gì khó khăn cứ sai người tới Tĩnh Xu Trai báo tin, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đêm nay, nếu không có các ngươi, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bùi Nguyên Ca cảm kích, trong lòng Triệu Cảnh thấy ấm áp, trong mắt người quyền quý, hộ vệ như bọn họ chẳng qua chỉ là nô bộc, quên mình bảo vệ chủ là điều phải làm. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ nhận được lời cảm kích của tứ tiểu thư, còn nói nếu có khó khăn có thể đi tìm. Hắn là người nhanh mồm nhanh miệng, lại trung hậu thành thật, lúc này vội quỳ rạp xuống đất, giọng nói có chút nghẹn ngào. Đà tạ tứ tiểu thư, ti chức thay mặt các huynh đệ, đà tạ tứ tiểu thư khoan hồng độ lượng. Triệu thống lĩnh mau đứng lên đi. Bùi Nguyên Ca đỡ lấy hắn tiếp tục hỏi. Triệu thống lĩnh, chờ ta ở ngoài điện có chuyện gì hay không? Lúc này Triệu Cảnh mới nhớ tới chính sự, vội bẩm báo. Là huynh đệ hồi phụ bẩm báo đã trở lại, đại tướng quân không có ở phủ, bị hoàng thượng triệu kiến nghị sự suốt đêm. Hắn sợ trễ nải thời gian, không dám chờ lão gia trở về, chỉ chừa lại người chờ lão gia ở bên ngoài cung, sau đó dẫn hộ vệ còn thừa ở Bùi phủ tới đây, ước chừng gần 100 người. Lúc bọn họ tới, phu nhân đã ngủ yên, tứ tiểu thư đang nghị sự với Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ ở đại điện, bởi vì hắc y nhân đã bị ám vệ của Cửu điện hạ giết hết, mọi chuyện đã bình ổn. Ti chức nghĩ không cần quấy nhiễu tiểu thư nữa, nên an bài bọn họ canh giữ ở ngoài am trước, chú ý động tĩnh phía trước, để tránh lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, Triệu thống lĩnh làm tốt lắm, phải nên như thế. Nếu mọi chuyện đã bình ổn thì không cần kinh động tới phụ thân nữa. Người mau phái người báo cho người chờ phụ thân ngoài cung, nói cho hắn biết chúng ta đã không sao, ngày mai sẽ hồi phủ, bảo hắn đừng kinh hách phụ thân. Triệu Cảnh chắp tay nói, dạ. Đúng rồi Triệu thống lĩnh, người có biết Cửu điện hạ đang ở đâu không? Lúc trước bị tập kích, ta quá mức kinh hoàng nên chưa kịp cảm tạ ân cứu mạng của Cửu điện hạ. Vừa rồi trong điện lại nói chính sự, ta cũng không tiện xen miệng, muốn nhân lúc này đi bái tạ Cửu điện hạ, không biết Triệu thống lĩnh có thể dẫn ta đi được không? Bùi Nguyên Ca hỏi ý kiến của hắn, do Nhan Chiêu Bạch cầu tình, thế nên phải làm. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, nếu nào một mình tới sân của Vũ Hoàng Mặc, bị người nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi có lời đàm tiếu. Nhưng nếu Triệu thống lĩnh hộ tống, nha hoàn đi cùng, lấy lý do cảm tạ thì đó lại là quang minh chính đại. Triệu thống lĩnh gật đầu. Ti chức nghe nói Cửu điện hạ ngủ ở Bắc Viện, rất hẻo lánh âm u. Vậy là tốt rồi, trước tiên Triệu thống lĩnh phái người tới Bắc Viện thông báo một tiếng, hỏi Cửu điện hạ có tiện gặp ta không. Bùi Nguyên Ca làm tất cả theo lễ nghi quy củ, tránh lời ong tiếng ve. Bắc Viện.
Bùi Nguyên Ca nói nàng muốn tới bái tạ ta. Vũ Hoàng Mặc nhướng mày, chẳng lẽ nha đầu kia lương tâm bộc phát, nhớ tới muốn cảm kích hắn? Lạ nha, bên trong nhất định có kỳ quái, tám phần có liên quan tới tên Nhan Chiêu Bạch. Hắn bĩu môi khinh thường, sau đó không tự giác mà cong lên, ánh mắt lóe sáng. Người thì nói cho người vừa tới, bảo Bùi Nguyên Ca cứ việc, ta xin đợi. Vâng. Chờ sau khi Hàn Lân rời đi, Vũ Hoàng Mặc đứng dậy bước xuống giường, đi tới đi lui trong phòng, bỗng nhiên. Sau khi nhận được báo lại, Bùi Nguyên Ca sai người tìm Tử Uyển và Mộc Tê, Triệu Cảnh mang theo ba hộ vệ cùng đi tới Bắc Viện, đạp xương trắng đầy đất, đi tới cửa Bắc Viện đã thấy một ám vệ canh ở cửa. Sau khi Bùi Nguyên Ca tiến vào, bỗng nhiên hắn đưa tay ngăn những người còn lại, cung kính nói. Thật xin lỗi, Cửu Điện Hạ có lệnh, chỉ mời một mình Bùi Tứ Tiểu Thư đi vào, mời chư vị chờ ở đây. Nhưng Tử Uyển lập tức lên tiếng không yên lòng. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ, không có đám người Tử Uyển cũng tốt, như vậy chờ lát nữa đàm phán cũng sẽ không bị lo các nàng nghe được rồi hỏi đông hỏi tây. Nếu một người không cẩn thận tiết lộ tin tức, chỉ sợ tình cảnh của Nhan công tử và Minh Nguyệt càng trở nên nguy hiểm. Nếu là như vậy, Tử Uyển, Mộc Tê, Triệu Thống Lĩnh và ba vị hộ vệ, làm phiền các người chờ ở bên ngoài một lát, ta đi vào cảm ơn Cửu Điện Hạ. Ám vệ khom người nói, Cửu Điện Hạ ở nhà giữa chờ Tứ Tiểu Thư. Đa tạ. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, gật đầu đáp lại. Ám vệ không khỏi ngẩn ra, rất nhiều cô gái tìm tới Cửu Điện Hạ, nhưng hoặc là nịnh nọt lấy lòng, hoặc là rụt rè sợ hãi. Đối với ám vệ bọn họ, không phải khinh thường thì cũng là bàn thưởng lấy lòng, muốn hiểu thêm nhiều chuyện của Cửu Điện Hạ từ chỗ bọn họ. Vị Bùi Tứ Tiểu Thư này thì lại rất tự nhiên hào phóng, đối đãi với bọn họ cũng ôn hòa khó lễ, không nịnh nọt cũng không khoe khoang, khí độ này thật sự rất hiếm có. Vào sân, cửa viện liền bị ám vệ đóng lại. Nghĩ tới một mình phải đối mặt với vị Cửu Điện Hạ vui giận khó đoán kia, Bùi Nguyên Ca không khỏi có chút lo lắng. Nàng hít sâu một hơi, đi vào sảnh chính, giọng ôn tồn. Tiểu nữ Bùi Nguyên Ca tới bái tạ Cửu Điện Hạ, không biết tiểu nữ có thể vào không? Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Bùi Nguyên Ca có chút nghi hoặc, thò đầu vào nhìn. Vị Cửu Điện Hạ này sẽ lại không trêu chọc nàng nữa chứ? Ta ở trên này, một giọng nói bất đắc dĩ từ trên đỉnh đầu truyền tới. Ngay sau đó, dung nhan tuyệt mỹ của Vũ Hoàng Mặc bị nhật nguyệt chiếu vào, hiện ra trên mái hiên. Dưới ánh trăng sáng nhiên rực rỡ, Bùi Nguyên Ca, ta không tin ngươi đến cảm tạ ta. Có phải lại liên quan tới việc Nhan Chiêu Bạch lưu ngươi lại nói chuyện hay không? Để ta đoán xem nào. Hắn là muốn ngươi tới cầu tình, bảo ta buông tha hắn và Nhan Minh Nguyệt. Đương nhiên nhất định sẽ đưa ra điều kiện tốt, tỉ như có lợi cho ta. Sau đó thì chính là uy hiếp. Nếu ta cố tình dồn ép thì cá chết lưới rách, đúng không? Chuyện còn chưa bắt đầu nói, đã bị tên yêu nghiệt này đoán trúng hết rồi. Thông minh như Bùi Nguyên Ca, nhất thời cũng giật mình, không biết nên nói tiếp thế nào, càng không biết có cần mở miệng nữa hay không. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng, Vũ Hoàng Mặc cười sáng lạ, vươn tay về phía nàng. Lên đây. Thấy nàng do dự giống như không biết nên làm gì, hắn sắc mặt trầm xuống. Nếu ngươi không muốn lên, bây giờ có thể trở về. Muốn nói với ta chuyện của Nhan phủ thì phải ngoan ngoãn nghe ta nói, nắm lấy tay ta lên đây ngồi, bằng không tất cả không cần bàn nữa. Dường như cảm thấy như vậy có chút không hợp quy củ, nhưng nghĩ tới Nhan Minh Nguyệt, nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Nhan Chiêu Bạch, nàng kiễm mũi chân vươn tay về phía Vũ Hoàng Mặc. Bởi vì duỗi tay, ống tay áo chân bóng tuột xuống, lộ ra cánh tay trắng muốt như ngọc, da thịt nõn nà dưới ánh trăng như sáng lên. Vũ Hoàng Mặc nhìn cánh tay kia, ngón tay nhỏ nhắn như cây hành, trong lòng bỗng nhiên ngừng lại, cúi người xuống từ từ chạm vào bàn tay trơn mịn mềm mại của nàng, nắm trong tay mềm nhẵn nõn nà như không có xương, làm cho người ta hận không thể nắm mãi, vĩnh viễn không muốn buông ra. Cửu Điện Hạ, ngươi kéo ta lên đi. Nắm bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng, nhìn đôi mắt sáng trắng đen rõ ràng dưới ánh trăng, dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng càng thêm rõ ràng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên người nàng tựa như bao quanh một tầng hào quang, không ngụy trang mềm mại nhu thuận, cũng không xù mũi nhọn, mông lung phiêu giật như tiên như ảo. Vũ Hoàng Mặc cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đó đụng mạnh, trong lòng vốn tồn tại tâm tư trêu ghẹo bỗng chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại sự mềm mại ôn hòa. Hắn hơi bối rối quay mặt đi chỗ khác, tay dùng thêm chút sức lực kéo nàng, nhận ra trên mặt nóng lên, không biết tại sao cảm thấy không được tự nhiên.
Vũ Hoàng Mặc không quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, tự ý nằm xuống trên nóc nhà, trong lòng không ngừng cuồn cuộn. Lúc vừa kéo nàng, cảm giác nàng như sợi lông chim, kéo lên nhẹ bỗng, chưa dùng chút sức lực nào. Đang lúc miên man, bỗng nhiên bên người chuyển tới tiếng hô nhỏ cùng với tiếng mái ngói rớt xuống. Vũ Hoàng Mặc hoảng sợ, cho rằng Bùi Nguyên Ca trượt chân ngã xuống, bỗng nhiên ngồi bật dậy, chỉ cảm thấy hai vai căng thẳng như bị người nắm lấy. Sao vậy? Nóc nhà này quá trơn, ta đứng không vững. Nóc nhà các phòng ở Bạch Y Am cũng giống với đại bộ phận nóc nhà ở Đại Hạ, hình dáng chữ bát. Mặc dù độ cong không lớn nhưng cũng không bằng phẳng. Sau khi Bùi Nguyên Ca bị kéo lên thì kinh hồn bạc vía, muốn từ từ đi tới chỗ nóc bằng phẳng hơn một chút sẽ khiến nàng có cảm giác an toàn. Kết quả chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên dưới chân dẫm phải rêu xanh, như sắp bị trượt chân ngã xuống, sợ tới mức mặt mày tái mét, kinh hồ thành tiếng. Đúng lúc Vũ Hoàng Mặc ngồi dậy, nàng cũng bất chấp tất cả, thuận tay túm lấy bờ vai của hắn, mới ngừng được bị tuột. Nói là nắm bờ vai thì cũng không đúng, nói chính xác thì là nửa người trên của nàng dường như đều đặt trên lưng Vũ Hoàng Mặc, đặt toàn bộ sức nặng lên đó để tránh bị tuột. Trong lúc kinh sợ, Bùi Nguyên Ca nàng có tâm trạng để ý tư thế đầy ái muội như thế, vẫn giấu đầu sau lưng hắn, không dám nhìn xuống dưới. Nàng cảm thấy càng nhìn càng choáng váng. Vũ Hoàng Mặc tên hỗn đản này nhất định là cố ý mà. Cố ý chọn chỗ như vậy, cố ý để nàng lên, cố ý dọa nàng. Bởi Bùi Nguyên Ca đang sợ hãi nên không nhận ra, nhưng Vũ Hoàng Mặc lại cảm nhận rõ ràng có thân thể thiếu nữ mềm mại dựa trên lưng mình, hương thơm thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi, hương hoa ngào ngạt của nhiều loài hoa, khác hẳn với bất kỳ mùi huân hương nào hắn đã từng ngửi qua, dễ chịu hơn rất nhiều. Xâm nhập vào mũi, cảm thấy hơi ngơ ngứa như có lông vũ chạm phải, khiến tâm của Vũ Hoàng Mặc hoảng loạn, bất giác nắm lấy eo nàng, một tay vỗ nhẹ lên vai, dịu dàng an ủi. Được rồi, không sao cả, đừng lo, có ta ở đây, sẽ không để nàng bị ngã xuống đâu. Có hắn ở đây, nàng mới càng dễ bị ngã thì có, Bùi Nguyên Ca oán thầm trong lòng, nhưng nàng cũng không dám nói ra miệng, nếu không, dựa vào tính tình ác liệt của Vũ Hoàng Mặc, hắn nhất định sẽ buông tay để nàng rơi xuống. Còn mình thì đứng một bên cười nhạo. Nhận thấy nàng vẫn hơi run rẩy, Vũ Hoàng Mặc cảm giác đáy lòng mềm đi, thấp giọng nói, được rồi, là ta không tốt, ta quen ở chỗ cao, lại quên nàng không biết võ công, ta đỡ nàng đến chỗ nóc nhà kia ngồi được không? Trong lòng hắn tự thấy bản thân kỳ quái, trước kia nhìn bộ dáng sợ hãi của nữ tử, hắn chỉ đứng bên cười xem náo nhiệt, bây giờ không biết uống lộn thuốc gì, lại ở bên cạnh an ủi Bùi Nguyên Ca. Nàng là mèo nhỏ chỉ thích dương nanh múa vuốt, lúc nào không phòng bị sẽ bị nàng cắn cho một phát. Nhưng mà quên đi, mèo nhỏ chính là mèo nhỏ, luôn dương nanh múa vuốt cũng sẽ mệt, cũng sẽ có lúc nhu thuận mềm mại giống như bây giờ, mà hắn như vậy cũng không coi là kỳ quái. Nhìn mèo con dương nanh múa vuốt, cả người dựng hết lông, hắn lại muốn sửa trị nó. Nhưng có đôi khi, nhìn con mèo của Liễu Quý Phi ngoan ngoãn, bộ lông mịn đáng yêu, hắn cũng đưa tay chạm vào lông nó, vuốt ve vài cái, ôm nó ra ngoài phơi nắng, trong lòng cũng cảm thấy rất mềm mại. Bây giờ, Bùi Nguyên Ca cũng giống như con mèo nhỏ tròn tròn lông mềm đáng yêu, cho nên hắn vỗ nàng hai cái, an ủi nàng vài câu, cũng rất là bình thường. Nóc nhà dốc đứng rất khó khăn với Bùi Nguyên Ca, nhưng với Vũ Hoàng Mặc thì lại rất đơn giản, chỉ như dẫm lên đất bằng, một tay ôm trọn eo nàng, một tay cầm tay nàng. Vũ Hoàng Mặc dẫn Bùi Nguyên Ca lên chỗ nóc, nơi này nóc bằng rộng rãi, ngồi phía trên khá an toàn. Được rồi, ngồi ở đây sẽ không bị tuột xuống, Nguyên Ca đừng lo lắng, không sao đâu. Cuối cùng cũng chạm được đến chỗ vững chắc, lúc này Bùi Nguyên Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng có một bí mật nhỏ, ngay cả kiếp trước Trương Vân cũng không biết, đó chính là sợ độ cao. Mỗi lần đến chỗ cao, chỉ nhìn cảnh vật xung quanh thì không sao, nhưng cứ nhìn xuống dưới, nhận ra mình rời khỏi mặt đất thì sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tên hỗn đản Vũ Hoàng Mặc này nhất định cố ý, biết nàng sợ độ cao nên cố ý bảo nàng leo lên nóc nhà để dọa nàng. Sau khi ngồi xuống an ổn, Bùi Nguyên Ca mới phát hiện tư thế của mình và Vũ Hoàng Mặc không hợp quy củ, vội vàng thoát ra làm bộ như sửa sang lại tóc mai, nói đa tạ cửu điện hạ ra tay cứu giúp. Nam nhân hẹp hỏi, lúc trước ở trong rừng cố ý trêu nàng tức giận để nàng không nói cảm tạ, hắn vẫn nhớ kỹ,
còn làm khó dễ trên đại điện. Nếu nàng không nói cảm ơn, quỷ biết hắn sẽ mang thù tới khi nào. Nhưng lần này Vũ Hoàng Mạo lại thật sự không có tâm tư để ý tới cái đó, bởi hắn đang cảm thấy bản thân như bị sinh bệnh, mặt mũi nóng lên, lòng bàn chân nhẹ như bẫng, không chạm đất, giống hệt với lần phát sốt trước đây. Dựa vào võ công của hắn, đừng nói nóc nhà này mà chỉ dẫm lên cành cây cũng vững chắc không sao, chứ đừng nói là sinh bệnh. Từ lúc hắn bắt đầu tập võ tới nay chưa từng bị bệnh. Vũ Hoàng Mặc suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy có chút lo lắng, đưa tay đặt lên trán Bùi Nguyên Ca thử độ ấm, sau đó lại tự sờ trán mình. Thấy hắn như vậy, Bùi Nguyên Ca hỏi: "Ngươi làm sao thế?" "Ta cảm thấy mình như bị bệnh, trán có chút nóng." Vũ Hoàng Mặc quay đầu nói không chắc chắn: "Sinh bệnh? Vị cửu điện hạ này không vì ở cùng nàng mà sinh bệnh đó chứ? Nếu đúng như vậy, dựa vào tính tình hẹp hòi thủ dai, thích giận cá chém thớt của hắn, chỉ sợ hắn sẽ gán món nợ này lên người nàng." Nhìn sắc mặt hắn có chút ửng hồng, ánh mắt mơ màng, Bùi Nguyên Ca cũng thấy lo lắng. Nàng đưa tay sờ trán hắn, rồi lại so với chính mình, gật đầu nói: "Hơi nóng thật, sắc mặt của ngươi cũng không tốt, có thể là thật sự bị bệnh rồi. Đúng không? Ngươi cũng cảm thấy ta bị bệnh đúng không?" Vũ Hoàng Mặc tìm nhận thức tương đồng. Bùi Nguyên Ca lại gật đầu: "Đêm muộn chắc trúng gió lạnh nên bị cảm. Cảm lạnh chỉ là chuyện nhỏ, một lúc là không sao." Vũ Hoàng Mặc vất tay khoái đạt, không muốn để Bùi Nguyên Ca cho rằng hắn yếu đuối dễ sinh bệnh. Thử vận nội công nhưng không hề có tác dụng. Gió đêm lạnh thổi vào mặt, lạnh lạnh vô cùng thoải mái. Vừa rồi khi bàn tay nhỏ bé của Bùi Nguyên Ca thử độ ấm trên trán hắn, mát lạnh, mềm mại, cũng rất dễ chịu. Hơn nữa, hình như hắn thích cảm giác được nàng quan tâm. Quả nhiên đúng là mèo nhỏ mềm mại nhu thuận vẫn là đáng yêu nhất. Ý niệm trong đầu Vũ Hoàng Mặc rối loạn, lại không dám nhìn thẳng mặt Bùi Nguyên Ca, không thể làm gì khác là ngửa đầu nhìn nửa vầng trăng sáng trên trời, giả bộ ngắm trăng. Đột nhiên hắn giật mình, tỉnh hồn, quay đầu nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, ánh mắt bất thiện. Bùi Nguyên Ca cũng không dám nhìn xuống dưới, cũng chỉ có thể ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời. Bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt tức giận quen thuộc, trong lòng thầm thở dài. Nàng quay đầu nhìn, quả nhiên đón nhận đôi mắt tối tăm mang theo ngọn lửa của Vũ Hoàng Mặc. Vị tổ tông này hiếm lắm mới yên tĩnh được một lát, không trêu cợt nàng, không làm khó nàng, nhưng mới được một lúc lại xảy ra chuyện gì rồi đây? Cửu điện hạ làm sao vậy? Thấy ánh mắt của nàng không chút khác thường, trong lòng Vũ Hoàng Mặc cảm thấy hơi dầu dĩ, chỉ nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào. Bùi Nguyên Ca đau đầu day day huyệt thái dương. Cửu điện hạ, cửu tổ tông, rốt cuộc người lại làm sao vậy? Tính khí này nói đến là đến, có thể báo trước một tiếng được hay không? Thấy nàng vẫn không ngẩn ra, Vũ Hoàng Mặc bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở: "Bùi Nguyên Ca, ngươi không cảm thấy lúc này ta có gì khác sao?" "Khác ư?" Bùi Nguyên Ca nhíu mắt lại đánh giá hắn, vẫn là cặp mắt sâu thẳm, con người hơi dao động, vẫn là dung mạo yêu nghiệt khiến nữ tử phải ghen tị. Còn nữa, cũng vẫn là tính khí vui giận thất thường, tổ tông cổ quái khó dò. Có điều, hình như chẳng có chỗ nào khác. Bùi Nguyên Ca cẩn thận suy ngẫm, bỗng nhiên nói: "A, ta biết rồi. Vừa rồi mặt cửu điện hạ đỏ như vậy, có phải là bệnh nặng thêm rồi hay không?" Vũ Hoàng Mặc chưa kịp hưng phấn, nghe xong lời của nàng lại thất vọng, sờ sờ trán nói: "Vậy ư? Hình như cũng không nóng như vậy, cũng không nhẹ như vậy. Không đúng, ta không phải nói cái đó." Hắn hướng dẫn từng bước: "Ngoại trừ cái đó, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta có chỗ nào khác sao?" "Khác ư?" Bùi Nguyên Ca nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt hơi chuyển động, đột nhiên mở to hai mắt: "Cửu điện hạ, ngươi..." "Sao?" Vũ Hoàng Mặc cười hỏi: "Rốt cục phát hiện rồi sao, nhà đầu trì độn?" "Ngươi là đổi xiêm y và cách ăn mặc." Bùi Nguyên Ca nói. Chẳng trách, sau khi bước vào, đầu tiên nhìn Vũ Hoàng Mặc đã cảm thấy hắn có gì đó khác khác. Có điều lúc ấy nhớ đến chuyện của Nhan Chiêu Bạch và Minh Nguyệt, sau lại leo lên nóc nhà, sợ phập phồng đến nửa buổi, bây giờ mới phát hiện ra. Bây giờ, Vũ Hoàng Mặc không mặc y phục đỏ thẫm lúc trước, mà thân vào gấm màu trắng thêu bản long mây cuộn, bên hông thắt đai ngọc. Mái tóc đen nhánh không tùy tiện buộc bằng một đoạn dây đỏ, mà dùng ngọc quan gắn châu bát bảo cố định. Thoạt nhìn vô cùng ôn nhã thanh quý. Y phục đỏ rực như lửa tạo cảm giác nồng nhiệt, yêu mị câu hồn dụ phách, dụ người chìm đắm. Còn trang phục sắc trắng này lại rút đi cuồng ngạo phóng túng của hắn, là nổi bật dung nhan tuyệt mỹ,
phát ra quý khí hoàng gia từ trong xương cốt, ổn nhã khác thường, ngay cả nét yêu mị trên gương mặt cũng phai nhạt đi, càng lộ ra khí độ tôn quý, lỗi lạc bất phàm. Dưới ánh trăng, trang phục trắng được bao phủ, ánh sáng nhàn nhạt khiến quanh thân hắn mang cảm giác hư ảo. Có lẽ sự mông lung đó làm cho người ta có ảo giác hắn rất ôn nhu, nhất thời kéo gần khoảng cách không ít. Thế nào? Nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc đắc ý xoay người, ta mặc xiêm y này nhìn được không? Bùi Nguyên Ca trả lời thành thật, rất đẹp. Đừng nói xiêm y cẩm tú đẹp đẽ quý giá như vậy, dựa vào dung mạo và khí chất của Vũ Hoàng Mặc, cho dù có mặc vải rách cũng vẫn đẹp. So với vị phó ca ca kia của ngươi thì thế nào? Ta nhớ hắn cũng có xiêm y ngọc sắc, khá giống với bộ này của ta. Thế nào, hắn mặc đẹp hơn hay ta mặc đẹp hơn? Vũ Hoàng Mặc nhớ rất rõ, ngày đó trên thọ yến, Phó Quân Thịnh ăn mặc rất giống như thế này. Đương nhiên là Cửu Điện Hạ mặc đẹp hơn rồi. Bùi Nguyên Ca không chút do dự nói. Nghe được đáp án muốn nghe, Vũ Hoàng Mặc gật đầu hài lòng. Không uổng công hắn cố ý đặt người ta làm y phục này, còn cố ý mặc nó. Hắn đã nói rồi, Phó Quân Thịnh kia có mặc đẹp thế nào, chẳng lẽ có thể dễ nhìn hơn hắn? Cho dù Bùi Phủ và Thọ Xương Bá Phủ qua lại giao hảo, Bùi Nguyên Ca gọi hắn một tiếng Phó Ca Ca, nhưng nàng cũng phải thừa nhận, cùng y phục giống nhau, nhưng hắn mặc vẫn là đẹp nhất. Vừa rồi ánh mắt Vũ Hoàng Mặc còn khó chịu, bây giờ lại cao hứng ngồi xuống, trên mặt mang theo ý cười, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Bùi Nguyên Ca có chút ngây ngốc. Hóa ra vừa rồi vị Cửu Điện Hạ tôn quý Cửu Tổ Tông này đột nhiên biến sắc, chính là bởi vì nàng không chú ý tới hắn thay đổi ăn mặc, không khen vài câu nên mới thay đổi như vậy hay sao? Nàng nói hắn mặc đẹp hơn Phó Ca Ca, trời lập tức kéo mây đi. Xem ra đúng là như vậy. Bùi Nguyên Ca dở khóc dở cười. Không phải là hắn quá ngây thơ đó chứ? Cũng không phải là nữ tử chú ý ăn mặc như vậy để làm gì? Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy bình thường, vị Cửu Điện Hạ này có dung mạo xuất sắc, ngay cả nữ tử cũng không sánh kịp. Cũng khó trách hắn coi trọng ăn mặc hơn người thường. Thấy tâm trạng của hắn lúc này không tệ, Bùi Nguyên Ca do dự, thử thăm dò. Cửu Điện Hạ, trăng rất đẹp có phải không? Đáng tiếc, càng là đồ tốt đẹp thì càng dễ tan. Bây giờ trăng lưỡi liềm, nó sẽ càng ngày càng yếu rồi biến mất. Nàng nói xong khẽ thở dài. Lúc này tâm trạng Vũ Hoàng Mặc rất tốt, quay đầu nhìn nàng cười nói, vậy thì sao, tháng sau nó lại xuất hiện, nếu người thích, chúng ta lại cùng nhau ngắm trăng. Hắn nói rất tự nhiên, không nhận ra có gì không thích hợp. Trăng trên trời, khuyết rồi lại tròn, tan rồi lại hiện. Đáng tiếc, minh nguyệt nhân gian không phải vậy, một khi hương tiêu ngọc vẫn sẽ không thể sống lại. Bùi Nguyên Ca không để ý giọng của hắn dị thường, thấp giọng thở dài, quay sang Vũ Hoàng Mặc, sắc mặt nghiêm túc, Cửu Điện Hạ, ngài và Ngũ Điện Hạ tranh đấu, ta không dám xen vào. Nhưng bất luận gió tanh mưa máu thế nào thì đều là chuyện của nam nhân các người. Thân thể minh nguyệt yếu đuối, người lại đơn thuần, không nhúng tay vào chuyện làm ăn. Nàng ấy hoàn toàn không liên quan tới tranh đấu của các người. Cửu Điện Hạ, ngài có thể buông tha cho nàng ấy được không? Thấy nàng cầu tình cho Nhan Minh Nguyệt, Vũ Hoàng Mặc cảm thấy mình nên tức giận. Nhưng tâm trạng hiện giờ rất tốt, dĩ nhiên sẽ không tức giận. Trên mặt vẫn mang theo ý cười. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Nhan Minh Nguyệt thì không phải đến cầu ta, mà nên đi khuyên nhủ Nhan Chiêu Bạch, bảo hắn nghĩ biện pháp phát ly Ngũ Hoàng Huynh của ta. Bằng không, dựa vào tính tình tham lam của hắn, tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Với bốn thành, sẽ ép sát từng bước. Một khi Nhan Chiêu Bạch không thể thỏa mãn hắn, khi đó Nhan Minh Nguyệt sẽ đặt mình trong hiểm cảnh. Chuyện đêm nay ngươi cũng nhìn thấy, Ngũ Hoàng Huynh làm việc không kiêng kỵ. Hơn nữa Nhan Minh Nguyệt chỉ là muội muội thương nhân. Nhan công tử cũng hiểu được điều này. Hắn nói trở về sẽ nói với Ngũ Điện Hạ, chỉ hy vọng Cửu Điện Hạ đừng nhằm vào Minh Nguyệt, cho hắn một chút thời gian. Nếu có điều kiện gì đều có thể từ từ nói chuyện, chỉ cần không làm hại đến Minh Nguyệt. Đây là lời Nhan công tử nhờ ta chuyển cáo tới Điện Hạ. Trừ điều đó ra, ta cũng không hy vọng Cửu Điện Hạ làm hại tới Minh Nguyệt. Bùi Nguyên Ca suy ngẫm, chợt cả gan nói, mặc dù Cửu Điện Hạ từng trêu ghẹo ta vài lần, đúng là khiến ta rất tức giận. Nhưng tức giận, vui đùa chọc ghẹo thế nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Ta vẫn cảm thấy, tuy rằng tính khí Cửu Điện Hạ hơi cổ quái, nhưng là người có chừng mực, ta không hy vọng thấy ngài vì tranh đấu với Ngũ Điện Hạ mà thương tổn đến cô gái ốm yếu vô tội như Minh Nguyệt. Ta không hy vọng Cửu Điện Hạ là người như vậy. Nàng lặng lặng nhìn Vũ Hoàng Mặc, ánh mắt tràn ngập thành khẩn và hy vọng. Tính tình vị Cửu Điện Hạ này khó dò, bởi vì khó nắm bắt cho nên rất khó ứng phó. Nói thật,
hắn chưa chắc sẽ cao hứng, nói láo cũng dễ dàng bị nhìn thấu. Hắn tức giận, làm việc không câu nệ lẽ thường, thật sự rất khó giải quyết. Nhưng chuyện hắn khoe khoang ăn mặc vừa rồi lại khiến nàng chấn động. Thì ra, không phải vị Cửu điện hạ này không thích nghe lời hay, chẳng qua phải xem kỹ xảo nói chuyện, hoặc nói chuyện bình thường, hoặc phải uyển chuyển lấy lòng, để hắn cảm thấy người đang nói thật. Nhưng lời nói vô tình lộ ý tán dương hắn, chứ không phải là cố ý xu nịnh. Vũ Hoàng Mặc nhìn chằm chằm nàng, mặc dù ý cười trên mặt đã biến mất, nhưng dường như cũng không hề tức giận, mà giống như là đang cân nhắc, hiển nhiên là đang suy ngẫm những lời nàng nói. Xem ra, ý tưởng này của nàng là đúng rồi. Đối với vị Cửu điện hạ này, vẫn nên lấy nhu thắng cương, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Nhìn đôi mắt trong trẻo như nước kia, lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Vốn nghĩ rằng nàng đến cầu tình cho Nhan Chiêu Bạch, Nhan Minh Nguyệt, hắn còn tức giận, rất muốn trừng trị nàng một phen. Nhưng mà, Vũ Hoàng Mặc thở dài, tươi cười, quên đi. Đêm nay tâm trạng bản điện hạ rất tốt, ngươi trở về nói với Nhan Chiêu Bạch, nể mặt mũi của ngươi, ta sẽ không xuống tay với Nhan Minh Nguyệt. Mặc dù hắn không phải là người tốt, nhưng hắn cũng không muốn Bùi Nguyên Ca nghĩ hắn quá xấu. Nếu nàng thật sự coi hắn là kẻ xấu tội ác tày trời, vừa thấy hắn đã lộ mặt khinh bỉ, không thì cũng trợn trừng mắt nhìn lại thì có vẻ không tốt lắm. Dù sao chỉ là một Nhan Minh Nguyệt mà thôi, hắn vốn không có chủ ý trên người nàng ta. Chẳng qua, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Ca đang vui mừng, chẳng qua bị con mèo con nào đó dương nanh múa vuốt chọc giận quá mức, cần người giải tỏa, cho nên trên đại điện, hắn mới chĩa mũi rìu vào Vũ Hoàng Chiết và Nhan Chiêu Bạch như vậy. Có điều, kết quả cũng không tệ. Nếu hắn không chỉ nhằm vào Nhan Chiêu Bạch, Nhan Chiêu Bạch cũng sẽ không cầu mèo nhỏ đến cầu tình, mèo nhỏ cũng sẽ không bày bộ dạng đáng yêu như vậy. Được, Vũ Hoàng Mặc bắt đầu cân nhắc. Về sau, hắn có nên thường xuyên nhằm vào người bên cạnh mèo nhỏ hay không? Sau đó, để cho mèo nhỏ đến tìm hắn nhờ cậy, cảm giác chơi rất thú vị. Bùi Nguyên Ca, ngươi có biết nếu ta đáp ứng thỉnh cầu này của ngươi, ta sẽ tổn thất bao nhiêu không? Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nhan công tử có nói, nếu Cửu điện hạ có điều kiện, có thể đề xuất từ từ thương nghị. Bùi Nguyên Ca bình tĩnh phân tích, Nhan công tử rất yêu thương muội muội Minh Nguyệt. Hắn nói nếu Minh Nguyệt vì hắn mà xảy ra bất chắc, hắn sẽ không sống một mình, tổn thương tới Minh Nguyệt, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục ngọc nát đá tan. Ngược lại, nếu Cửu điện hạ chịu bỏ qua cho Minh Nguyệt, Nhan công tử cũng sẽ đáp tạ tương ứng. Cứ như vậy, đối phương đều có lợi, không phải sao? Không 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 không, Vũ Hoàng Mặc lắc ngón trỏ cười nói, Nguyên Ca ngươi nói như vậy là sai rồi. Nhan Chiêu Bạch là túi tiền của Ngũ Hoàng huynh, không liên quan tới ta. Nếu hắn chết cũng không ảnh hưởng tới ta. Ngũ Hoàng huynh mất đi nguồn kinh tế trụ cột này, thủ hạ của hắn không có tài buôn bán, sẽ như trứng trọi đá. Điều này đối với ta rất có lợi. Nhưng mà vì ngươi, ta vứt đi cục diện có lợi cho mình. Ngươi nói xem ngươi phải cảm tạ ta thế nào đây? Theo như hắn phân tích, nếu Nhan Chiêu Bạch chết thật thì còn có lợi cho hắn. Bùi Nguyên Ca á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói như vậy là ta nợ ân tình của Cửu điện hạ. Xin hỏi Cửu điện hạ, ta nên tạ ơn ngươi thế nào đây? Cái đó thì bây giờ ta không nói trước. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nợ ta một cái ân huệ, chờ tích lũy đủ rồi, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ đòi ngươi cả vốn lẫn lời. Tâm trạng của Vũ Hoàng Mặc rất tốt, đứng dậy duỗi người, hít sâu một ngụm khí núi rừng trong lành mát mẻ, cảm thấy cả người sảng khoái. Được rồi, đêm đã khuya, quấy nhiễu ngươi không được đi ngủ, mau về nghỉ ngơi đi. Đột nhiên ánh mắt đông lại, nhìn chằm chằm nơi xa, lẩm bẩm, quái lạ, đêm hôm khuya khoắt, tại sao nàng ta lại tới nơi này? Tập 15 kết thúc tại đây. Vậy là đã rõ, Vũ Hoàng Chiết chính là kẻ chủ mưu sự kiện tử sĩ và âm mưu của hắn, muốn trói buộc cây tiền Nhan Chiêu Bạch. Ở tập sau thì tứ tiểu thư của chúng ta sẽ lại một lần nữa PK với thứ trưởng tỷ Bùi Nguyên Hoa. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.